mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Hoa hậu Thùy Tiên và Phó Chủ tịch Teresa gặp sự cố máy bay tại Miss Grand 2022. Hoa hậu Thùy Tiên đang có mặt tại Indonesia và tham gia các hoạt động cùng ban tổ chức. Sau hành trình gần 10 ngày tại Bali, Miss Grand International sẽ di chuyển đến thủ đô Jakarta ở Indonesia, chuẩn bị cho những hoạt động kế tiếp. Trước giờ khởi hành, Thùy Tiên rất hào hứng và đăng tải hình ảnh trên máy bay cùng những gương mặt quen thuộc như Miss Grand International 2014, Mami Teresa, Mr. Nawaz. Ai cũng đều biểu lộ sự vui vẻ và mong chờ vào chuyến bay lần này. Tuy nhiên, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra. Theo như thông tin Miss Grand International 2014, Darian Lee chia sẻ, thì chuyến bay gặp phải sự cố kỹ thuật và tạm hoãn cho đến khi tìm được chuyến bay mới. Cô cho biết, máy bay đang gặp sự cố kỹ thuật nên chúng ta chưa thể khởi hành. Vì vậy, chúng ta sẽ chờ máy bay mới và di chuyển đến Jakarta. Sẽ không quá 4 giờ, nhưng hy vọng sẽ sớm hơn. Chúng ta sẽ xuống máy bay và được phục vụ trong một phòng chờ VIP. Cảm ơn. Cả Thùy Tiên và Phó Chủ tịch Miss Grand International, bà Teresa dường như không còn vui vẻ và mất đi sự hào hứng ban đầu. Hoa hậu Thùy Tiên nở một nụ cười sượng trân, còn bà Teresa lại biểu hiện rõ sự chán nản khi phải chờ đợi lâu. Mong hành trình sắp tới của Miss Grand International 2022 sẽ suôn sẻ hơn và không gặp phải những sự cố đáng tiếc như thế này nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.